rồi rửa hết xương luôn này. Dạ đúng rồi, những này mình lóc xương. Còn nhổ xương này, những cái phần xương của cá hồi còn trong sạch đó, nhổ ra hết luôn. Cóc cóc để chút xương á. Ừ, nghe cóc cóc. Như lập teo luôn. Vuốt như nãy là làm cái gì vậy? Thế nào? Vuốt cá như là mình vuốt chỗ này để cho sạch những cái bẫy còn dính lại trên thịt cá. Đó là phải vuốt.
mưa. Mưa. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh Đi Đôn Gì. Và trong video ngày hôm nay thì mình và bạn Hương sẽ đưa mọi người đi ăn các món của Nhật Bản nhé các bạn. Mình sẽ đưa mọi người đi ăn sushi. Đặc biệt của ngày hôm nay là chúng ta đi ăn sushi, và một cái điều đặc biệt là sushi ăn dễ dàng buffet nhé các bạn. À, buffet sushi nhá. Bao phê luôn. Nói chung là hôm nay là một cái clip nó khá là đặc biệt đó các bạn ạ. Các bạn sẽ được xem người ta thực hiện món sushi nó như thế nào. Hiện tại thì mình đang đứng ở trung tâm thương mại Naozone nhé các bạn. Rồi bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng vào với trong cái quán sushi ngày hôm nay, thứ nằm ở tầng 4 của trung tâm thương mại lần. Xem là sushi ngày hôm nay có gì đặc biệt, có hấp dẫn không, có đáng để cho các bạn thưởng thức không nha. Đi vào nhá. Ở đây là bán cơm hay à? Dạ. Đây các bạn này. Ở trên này là một cái tầng 4 luôn, nguyên một cái tầng 4 là bán về đồ ăn luôn các bạn. Ở đây thì mình thấy có cơm, các loại cơm. Giá là hình như là tiền là 50 cành không à? 50 ngàn một phần, ở bên này 60. Rất là nhiều món nha. 50, 60. Rất là nhiều món. Ở trên này nguyên một cái tầng này là đồ ăn luôn, cảm ơn em nhé. Cái này là mình đang quay lại cho mọi người tham khảo nha. Và đây là cái địa điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức nha các bạn. Chúng ta sẽ đi ăn buffet sushi. Dạ. Bọn anh đi 3 người. 3 người ạ. Em giới thiệu menu trước được không em? À dạ rồi. Ở đây mình muốn dùng theo buffet đúng không ạ? Đúng rồi, buffet ở đây dạ. Là có cái gì em có giới thiệu hết cái gì mình có ở đây được không? Dạ rồi, buffet thì bên em sẽ có giá dao động là từ 229 cho tới là 529 nha. Thì em sẽ bắt đầu tư vấn từ cái giá bao trọn gói trước. Rồi. Dạ. Đối với giá 529, đây là giá vé sushi sashimi không giới hạn. Nghĩa là một người sẽ được dùng tối đa hết toàn bộ tất cả các món ở trong menu này luôn. Dạ, và sashimi mình dùng không giới hạn nha. Dạ rồi. Thì đối với giá vé này thì bên em sẽ có free bị ốc với Pepsi cho mình. Mình sẽ được refill thoải mái luôn ạ. Dạ rồi. Về giá vé 428. Dạ. Đối với giá vé này là giá vé sashimi giới hạn. Nghĩa là một người sẽ được dùng tối đa là 2 set. Ở đây mình đi 3 người đúng không ạ? Đúng rồi. 3 người là sẽ tối đa 6 set. Và set thứ 7 thì bên em sẽ tính thêm 34.000 một set. Dạ. Tức là cái gói này là được dùng tối đa là 6 set. Dạ đúng rồi, 6 set sashimi này. Dạ, ngoài ra thì mình sẽ được dùng các loại sushi ở trong 3 trang này nữa nha. Dạ. Tức là cái set từ set này là dùng được từ đây tới sang đây hết luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Sẽ dùng được 3 trang này với lại 2 set sashimi này. Dạ. Còn 359 đây là giá vé sushi nâng cao. Nghĩa là mình có thể sử dụng hết toàn bộ tất cả các loại sushi ở bên em, chỉ trừ sashimi là không có thôi. Đối với giá vé này thì bên em còn có thêm các loại như là tôm sống, hào sống. Giờ sẽ được free Pepsi với bể ốc cho mình luôn. Mình sẽ được dùng thoải mái các thứ đó luôn. Dạ rồi. Về 229. Dạ. Thì 229 này thì mình sẽ được dùng thoải mái tất cả các món ở trong 3 trang này luôn ạ. Rồi, 3 trang hết là dùng hết luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Hết chưa em? Còn gì nữa? À, dạ ngoài ra thì bên em có một cái giá vé mới, đây là giá vé 749. Là giá vé mới của bên em luôn. Thì đối với giá vé này thì những cái giá vé trước á thì sashimi của bên em là sẽ lên theo set cho mình. Dạ. Rồi. Riêng cái giá vé này thì bên em sẽ có lên lẻ những món sashimi riêng lẻ cho mình luôn. Ví dụ mình có thể kêu cá hồi không thôi, hoặc là bạch tuộc không, hoặc là những cái món sashimi này mình có thể kêu riêng món này luôn được. Dạ. Và đối với giá vé này thì nó sẽ có thêm là lẩu này, cá nướng và là một số tất cả các loại đồ chiên khác nữa. Ngoài ra nó sẽ có thêm các loại chín hấp. Sushi thì nó sẽ có nhiều, nó cũng sẽ có ngang ngửa với cái giá vé bên này. Dạ. Về ở đây, về các món đồ ăn kèm thì bên em sẽ có thêm là trứng hấp. Có thêm trứng hấp. Trứng này là trứng gì ạ? Dạ, đây là trứng hấp. Cái trứng này là hấp theo, được hấp theo kiểu của người Nhật á. Rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, về giá vé này thì bên em cũng sẽ có free bị off your cho mình luôn. Mình sẽ được dùng thoải mái tất cả các món đó luôn. Dạ. Và em có một lưu ý nhỏ với mình là cái 359 359, 528 với loại cái 749. Thì ba loại giá vé này thì bên em sẽ tặng cho mình là mỗi người được một bánh wrap sầu riêng. Bánh wrap sầu riêng? Dạ rồi. Tức là 300 mấy là tặng cái này.
Dạ. Này anh có cái ban đầu em nói á, dạ, là được dùng tất cả cái menu á, là cái gói nào gói 500 mấy đi ha. Dạ, 500 này thì mình sẽ được dùng á toàn bộ tất cả các món ở trong menu này. Nhưng mà lưu ý nhỏ là sashimi bên em chỉ có lên theo set như vậy cho mình thôi. Rồi. Là 4 set, tối đa 4 set. Dạ không, cái này là mình dùng thoải mái luôn. Sashimi này mình dùng không giới hạn. Dạ. Còn cái 458 này là mình mới là giới hạn nha. Rồi, tức là từ 500 là không giới hạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này với cái mới của em thì có gì đặc biệt hơn em? Vì anh thấy cái này là 500 là được dùng hết rồi. Còn bên này là cái này 700 thì có gì? Cái này sẽ có như là nãy em nói đó, là nó sẽ có như là thêm đồ chiên cho mình. Có luôn cả cá nướng cho mình luôn nha. Thì đây bên em cũng sẽ có lẩu luôn cho mình. Dạ. Tức là còn cái set 500 này không có lẩu. Dạ, không có lẩu, không có đồ nướng như thế này cho mình. Dạ, sashimi sẽ không kêu lẻ được nha. Cái này là đặc biệt là bên em sẽ kêu lẻ cho mình được luôn. Ví dụ mình có thể dùng cá hồi không thôi cũng được. Dạ. Còn ở đây thì bên em sẽ bắt buộc lên set. Cảm ơn. Cái này có nữa có chế biến tại bàn không em, hay là mình vô rồi mình tự ăn thôi? À, ở đây thì những cái món mà trong đây nè, em sẽ phục vụ tận bàn cho mình. Dạ, riêng những cái món có trên quầy like như là bánh tráng miệng, salad, trà nóng với lại kem thì mình có thể sử dụng trên quầy like. Dạ, thì quầy like mình có thể sử dụng thoải mái ở trên đó luôn, thì hết món thì bên em sẽ fill liên tục cho mình. Được rồi, ok. Cảm ơn em nha. Dạ rồi. Còn bàn này chắc rồi là tiết tiền đúng không? Dạ. Trong quán này có một khu vực đây có thể nói là vừa là quầy bếp vừa là quầy la nha các bạn. Ở bên này thì các bạn có thể đến đây tham khảo món nha. Ở đây thì mình thấy là dưới này thì mình thấy có hai loại giống từ bánh phở lăn các bạn. Bánh tráng miệng á. Đấy, thay đổi theo ngày. Đây mình thấy có bánh trà xanh và bánh phở lăn. Đấy. Thôi mình giới thiệu một vòng trước những cái món về ăn vặt trước này. Ở dưới này mình thấy có hai loại bánh tráng miệng nha. Rồi ở đây là mình thấy có chuối này. Chuối sấy giòn và chuối dẻo, có bắp rang, cái này giống như đậu gì quen đó, đậu Hà Lan, rồi là đậu nành, cái đó cái gì mình không biết tên luôn. Cái này cá hồi các bạn ạ, cái này lượt cá hồi nha. Đấy, rồi cái này là trứng cá này, cái này là bạch tuộc, rồi cái này là cái gì xanh cua các bạn ạ, còn bên này là cá ngừ. Đấy, bên này thì mình thấy có các loại hình như muối chấm, bên này là trái cây, bên này là cái phần chè các bạn ạ, chè theo ngày. Ở đây thì mình thấy hình như chè hôm nay là chè thạch chứ, xương sáo, chè thạch xương sáo rồi phải. Đấy, tiếp theo bên này thì mình thấy có các loại nước nha, trà lạnh và trà nóng, và một bình mình biết cái bình gì. Còn đây là một cái món canh đặc trưng của Nhật Bản. Đây là canh gì mình không biết tên nữa, canh này mình không biết tên, canh gì của Nhật Bản á. Ở đây thì mình thấy người ta chuẩn bị cho một ít một cái thố nhỏ nhỏ này này, một cái chén nhỏ này này, có rong biển, có hành, có đậu hũ trong đó, rồi chan nước canh vô, múc này đưa cái này chan múc canh vô là thành một cái chén canh nhá. Ở đây là cái quầy nước sốt của người ta này. Ở đây thì mình thấy là có cái này giống sốt trứng gà ra. Sốt này mình không biết tên quá. Ở đây thì có một cái bài hướng dẫn các bạn nước sốt nha các bạn. Lấy một ít gừng bào, thêm ít củ cải bào với một chút nước sốt. Tempura trộn đều vào thưởng thức. Tempura là cái này đó các bạn ơi, cái này là nước sốt tempura nhá. Cái này tương ớt, cái này là củ sắn bào, cái này là sốt mayonnaise, cái này là mù tạt đấy. Còn gọi là sagabi đấy. Đấy. Cái này là tương ớt, cái này là gừng bào, còn bên này là một cái khay các loại rau củ, và đây là cái món mì lạnh các bạn ạ, mì lạnh đặc trưng. Bên cạnh đây thì mình thấy người ta còn cho mình một cái bình nước mì là pha sẵn. Cái này mì lạnh ăn kiểu lạnh lạnh nhá, và đây là hai loại nước sốt nữa để trộn đấy. Bên này thì mình thấy người ta có một cái tủ kem các bạn ạ. Đây. Cái này là cái phần trắng miệng á. Ở đây thì có kem và dâu ua. Dâu ua thì có các loại vị Việt quất, rồi là dâu, rồi là sữa, rồi là trà xanh. Rất là nhiều màu, các bạn thích ăn loại nào ăn nha. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loại kem. Đấy. Cái này giống kem khoai môn này. Cái này giống kem bơ này. Kem sầu riêng này.
kem kem gì không biết tên này, kem gì không biết tên luôn này. Kem này kem kiểu riêng này, kem này kem dừa này, kem này kem giống thử mà gọi là kem sô cô la. Rồi nha, đây là quầy live nha, các bạn có thể tới tham khảo món nha, tham khảo ở đây nha. Ở đây thì hình người ta không có đưa ra hết đâu các bạn, đây là chỉ những cái món này ăn sushi thôi, còn những cái món khác này người ta để phía trong. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là mới kêu ra một lần đầu tiên các bạn ạ. Thực ra thì hôm nay mình ăn theo đúng cái kiểu là gọi là ăn trải nghiệm á, cho nên là mình cứ thấy cái đầu tiên là mình thấy cái món nào mình nhìn bắt mắt là mình kêu ra. Cứ gọi một cái set á, mình cứ gọi một cái chọn một cái gói menu, sau đó là nhìn cái nào bắt mắt là kêu ra. Không biết các bạn có phải là giống mình không? Hình như đầu tiên mình nhìn bạn người ta ăn là người ta làm gì ta? Này mà.
Đúng. Rồi, mời cả nhà. Mình không biết thử cái món gì đầu tiên ha. Ở đây là cái thực sự các bạn bây giờ là mình lúc này mình cầm menu mình gọi á. Nhưng mà sao bây giờ người ta bưng ra hồi là mình quên hết luôn, mình không còn nhớ món gì lắm, món gì mình chỉ nhớ cái này là tempura này. Cái này là sushi, chắc chắn là sushi thôi. Không nhớ được hết tên, nói chung là nhìn vô menu món nào đẹp là chỉ. Đúng rồi. Hôm nay gọi là ăn sushi chỉ. Đấy. Chỉ món nào là nhân viên đem ra món đó. Đúng rồi. Hôm nay giống hay rồi. Nhìn người ta trang trí bắt mắt đúng không? Nhìn là muốn ăn liền luôn á cả nhà. Thôi thử đi, thử trước đi. Thử trước món nào? Dạ anh muốn ăn món nào trước? Ở đây trong cái phần sushi nãy thì trong lúc để ý mình thấy có một phần có đồ chín và đồ sống các bạn ạ. Đồ chín thì ở đây là đây, cái phần này là đồ chín này. Chắc mình ăn cái này trước quá, thử quá. Lương á, cơm lương. Lươn. Đúng rồi. Cái này lươn hả? Cơm lương. Cái này là cơm lươn. Này em thử miếng này. Đây các bạn này, cái đây là cái phần lươn. Chấm không? Thơm. Thơm hả? Thơm. Đây là ngọt. Nhưng mà cái hẩu nó ngọt. Này là đồ chín. Đúng rồi, đây còn bên này còn miếng nè. Dẻo. Thơm lắm. Tức là đây có đồ sống và đồ chín này. Mình thấy cái phần lươn này hấp dẫn quá, mình kêu ra thử trước. Mà thôi mình thử cái phần trước trong chốc là mình chăm mình ăn sushi xong. Quá dẻo. Cái hẩu nó ngọt ngọt á. Ngon hả? Mà người ta làm vừa miệng quá. Ờ. Cái miệng em nhỏ mà thấy vừa miệng luôn. Cái đồ Nhật các bạn, người ta làm có thứ miếng. Ừ. Tức là người ta không có làm miếng lớn hay là một chén lớn, nhưng mà người ta làm cũng kiểu ní ăn. Làm canh một cái dễ hưởng thức á. Canh một cái hũ gừng đi. Cái này nha các bạn. Mà nào mà rành ăn sushi rồi thì sẽ biết là cái này là gừng muối, gừng hồng á. Ăn sushi phải ăn kèm với cái này nhé các bạn. Cái loại gừng này nó hồng, không biết lắm hồng tự nhiên hay là loại gừng hồng ta. Nhưng mà ăn cái này sushi bỏ vô ăn nó thơm lắm. Có nhiều vậy luôn à? Không, anh múc ra một lần luôn à. Để giống là cuốn luôn. Gừng này ra muối chua lên á. Đây là cái món cơm cuộn. Ở bên trên mình thấy là có một loại sốt rồi có một cái miếng giống như phô mai ta cùng một miếng cá hồi trong cái này người ta làm đẹp quá thực sự rất là đẹp cơm dẻo dữ vậy làm nhìn bắt mắt quá mời cả nhà nha mời cả nhà ăn sushi nha nó có một miếng cá hồi sống bên trên mà mình ăn thì không có cảm giác được sống mà ô là các bạn ơi mỗi miếng ăn mà không có cảm giác được sống đúng không không hề biết là cái này mà chơi bà gọi là cái bài bịt mắt đó các bạn bịt mắt mỗi miếng ăn là không có gì luôn cái này là tất cả nó hòa quyện lại hết với nhau là cái vị nó rất là ngon vừa phải nó không có quá gì hết đây là cái phần thứ hai đây là cái phần đặc biệt là tươi đúng không cá tươi sushi mà sushi bắt buộc phải tươi rồi cái này nha các bạn ăn cái này là phải có một cái chú ý là cái này là phần cơm cá hồi phía trên phải cho một ít gừng muối nha và khi chấm này đặc biệt cái này khi chấm nha các bạn này. Mình múc thầm một ít cái nước tương như này cho mình rửa lên trên luôn đừng có cho dính mình cơm có nó sẽ bị mặn nha đấy sau đó ăn cái này thì dân con người mình sẽ lấy lịch làm mà tinh tế hơn các bạn ạ. Thấy mọi thứ nó chậm lại hẳn, cuộc sống chậm dần. Nồng đúng không? Tại vì có cái wasabi đó. Wasabi. Nhưng mà cái này nó không có nồng mạnh, nó nồng thoáng qua. Em ngửi em thấy nồng luôn á. Sao tỉnh bơ ai?
tĩnh bên ngoài. Tĩnh bên ngoài. Rộn ràng bên trong. Hơi nồng nồng á. Nồng nồng ha. Thì qua cho biết là nó không có sập không lên có, mũi nhẹ. Nó không có không gọi là không có hắc mạnh nha. Nãy giờ mình ăn thì như nãy giờ mình vô đây mình gọi gọi sao mình ăn sushi mà mình gọi cơm hơi nhiều nhỉ. Đúng rồi. Ngon quá. Ngon. Tươi quá. Cá tươi. Giờ là món chiên rồi. Nè ta cũng gọi là nãy giờ mới nhớ được một tên. Tempura mà. Tempura. Tempura tức là đồ chiên của người Nhật các bạn. Này có tempura gì được ta? Tôm á. Tôm với đông củ à? Này tôm chiên. Tôm nước ăn món này lắm. Giòn. Cái này bên này giòn tầm những nước sốt này em. Wasabi lên. Đúng nhẹ một phần nước tương thôi nha. Nó này nó giòn lắm. Nó giòn đúng không? Giật giật. Không. Không á, anh cho ít cái này lại. Cho ít wasabi. Nhưng mà wasabi nó không có đồng lắm mà nó xông lên một cái nó hết được. Vừa lên tới mũi đó là chưa sập lên tới đầu. Đây là cái phần cá hồi nha các bạn. Bây giờ mới bước vào chính thức ăn sushi. Cá hồi rất là tươi. Đấy mình thấy trên bàn người ta cho gì mình bỏ qua cái đó đi. Nhiều là nồng. Cái này này có cơm. Còn bây giờ là ăn đồ tươi không thì mình cứ bỏ hơi nhiều sashimi chút xíu. Đấy, cuốn lại. Cái vừa vặn khuôn miệng. Quá đã. Sao sao? Cá nó rất là mềm luôn nè. Tươi mềm tươi nhưng mà cái sashimi đấy nó gọi là nó không có đủ sốc em ơi, cho nhiều vô anh. Mình ở đây mình còn cái sashimi nào nó nặng hơn cái này nữa không? Wasabi nó cay hơn một xíu rồi. Cay hơn, có loại cay hơn không? Hiện tại bên em chỉ có loại như thế này, nó không cay cho mình hay sao vậy? Nó chưa đủ cay, anh chưa đủ phê thôi. Anh muốn ăn mà gọi là có giọng mắt hạnh phúc mà. Đúng rồi, anh mới ăn mà sao có giọng mắt hạnh phúc các bạn ạ. Mất đi được mất cái món ăn. Bò cá tươi lắm. Muốn ăn ngon là phải hạnh phúc chào danh. Anh làm cho em ăn thử miếng này không? Tươi lắm. Cái đó là cá hồi. Cái này lường cá hồi. Còn đây gì để em tạm thời gác món này qua đây. Bên em đã có wasabi này mà mình muốn dùng cây thì mình có thể dùng cây khóa á. Là em có ớt bột hoặc ớt trái. À có ớt bột ớt trái hả? Dạ. Rồi vậy. Thôi được rồi. Để anh nha, cho các nhiều qua sao đi vô. Ở đây thì wasabi ở đây á, người ta làm cho người Việt mình á, cho nên là người ta vẫn gọi là hạ bớt cái nồng độ xuống này. Vậy đó ha anh, đơn giản vậy đó ha anh. Đúng rồi, đúng rồi. Không mấy cho em thêm miếng rong biển nữa. Còn rong biển hả? Rong nho anh ơi, chứ không phải rong biển. Anh lời cuốn này, thôi để anh ăn trước luôn. Để cuốn em miếng sau nha. Ok. Cái rong này nó sẽ thật ngon lắm. Béo quá. Béo. Cực kỳ béo luôn. Ăn nó béo mà nó bùi trong miệng mình không có cảm giác lắm. Thực ra không có cảm giác ăn đồ sống đâu các bạn. Béo lắm em, thử miếng này. Sợ à? Nói thật với bà, các bạn là bạn Hương là lần đầu tiên đi ăn phải làm bạn Hương là không ăn được các món về sushi nhá bạn, về sashimi á. Hôm nay là gọi là rượu, gọi là du luôn các bạn.
năn nỉ á, hay dễ gì mà đưa tôi đi ăn đâu. Ăn cái này hình như là phải là dân sành điệu các bạn ạ. Không biết là mình có phải là mình chưa được sành điệu cho lắm. Nói chung là kiểu hơi lúa, mỗi lần vô mấy cái chỗ như vậy là thấy hơi rung á. Hơi rung, thực sự là mình gọi là hôm nay đúng nhiều ăn trải nghiệm luôn các bạn. Đây này, ở đây mình thấy người ta cho một loại nước sốt gì này. Nên là có gì mà sai sót hay gì đó thì mọi người bỏ qua nha. Thông cảm bỏ qua nha. Không biết các bạn xem đây các bạn nào gọi là cao thủ ăn sashimi không? Là gỏi nữa. Cái này giòn quá ta. Cái này gọi là rong nho không? Đúng không? Rong nho. Nó hơi giòn giòn mặn mặn hả? Nói ăn này nhiều đẹp da lắm. Ngày ăn cỡ nửa ký. Làm miếng nữa không? Anh ăn này. Mình phụ nữ mình ga lăng lắm, mình nói nhường. Nhường cho mấy anh trai. Thiếu các bạn ạ. Chưa đủ nồng à. Nó ăn mấy cái món của người ta cứ thứ người ta thèm tí, cứ thèm tí. Đúng rồi. Cái miếng ăn của nó một chút. Có cảm giác nó tinh tế hả? Quả. Quả thêm cái này vô. Ủa cái kỳ cây hả? Tự nhiên ngay. Thêm nước sốt này bố nó mới đủ nồng à. Vậy hả? Rồi vậy là cái đó cái giống như tương ớt á. Nó còn nước sốt chỉ của nó á. Cái bên cái phần bên này là cái phần cá ngừ này các bạn này. Có ngừ chúng ta xem cái màu nó giống quá hồi đấy ta. Cá gì cho vào mồm hết. Em ơi, cá bên này là cá ngừ hay cá hồi em? À cho em đi. Cái này hình như phục vụ là có theo bàn các bạn ạ. Cái này là cá ngừ hay cá hồi em? Cái này là cá hồi ạ. À cá ngừ là cái nào? Tại vì trong sashimi sẽ không có cá ngừ đó ạ. À trong sashimi thì có cá hồi thôi ạ. À trong sashimi không có cá ngừ à. Cái này là cá gì em? Cái này là cá sa ba. Cá sa ba, cá ngừ, cá hồi, tôm mực. Rồi cảm ơn em nha. Nhân viên này dễ thương lắm. Nhân viên dễ thương hả? Trả lời lịch sự. Những màu tóc thôi chứ bịt khẩu trang thôi là thấy đẹp trai. Mang cái món thịt bên kia kìa. Cho mấy cái nước tương, cái này các bạn nếu mà giữ nguyên hương vị của cá các bạn chấm ít thôi nha. Còn các bạn nào mà ăn lần đầu giống mình thì đấm được nhiều chút xíu cho nó. Mềm quá. Mềm và béo. Cực kỳ mềm quá. Nhìn nó thấy mỗi thứ một chút vậy thôi nhưng mà ăn là no nha. No. Cái cá hồi nó hay các bạn, ăn nó không nó béo, nó mềm béo mà nó không có ngấy. Không có cảm giác tanh gì hết trơn, rất là tươi. Tươi, không tanh mà tươi. Ở đây còn món gì ngon mà anh chưa được thưởng thức không em? Món nào cũng ngon hết trơn. Nhưng cứ đẹp, đẹp là chịu. Nói chung các bạn, hôm nay là mình ăn đúng theo kiểu trải nghiệm á. Cho nên là đầu tiên mình cứ ăn lướt sơ qua cái. Đầu tiên là món nào nhìn đẹp mắt là mình kêu, lúc này mình kêu cái bàn này toàn đẹp mắt này. Rồi chốc nữa là ăn món nào kêu thêm, lúc này mình ăn phần lươn và sushi. Anh ấy nói là ăn... Anh nghe nói là cá hồi phụ nữ ăn đẹp da lắm. Cá hồi hả? Có nhiều omega gì đó. Omega. Nhiều omega 3, có nhiều omega. Đây là cái phần bạch tuộc các bạn. Bạch tuộc sashimi bạch tuộc. Đấy, bỏ một ít rau cải cay lên. Ít nhiều tùy. Rồi một miếng gừng hồng lên. Một miếng wasabi lên. Wasabi ở đây người ta làm không có cay lắm. Cho nên là các bạn có thể ăn nhiều.
hơi nồng nồng nhẹ thế ha. Dễ chịu lắm. Sau đó cái này còn chấm vừa phải nha, chấm nhiều quá là nó át cái mùi nước tương, nó sẽ át cái độ tươi sống của nhà của hải sản ấy. Ôi, cái miếng này nó cay. Nãy ngày nào nó không cay. Vậy là cay dễ. Ăn cay dở rồi là dễ. Wow, ăn sốc. Ôi, hết hồn, hết giết. Nhưng mà sau đó nó lại đã. Trời ơi, cái này nhìn em cụ nè, hấp dẫn không? Hấp dẫn. Cái nói chung là trong cái ở đây mình thấy cây quán này các bạn, thực sự là cái phong cách phục vụ của mấy cái phong cách Nhật Bản người ta phục vụ á, thích à, dễ thương lắm, dễ thương lắm, mấy bạn nhân viên rất là dễ thương, nhiệt tình mà nhanh, rất là nhanh luôn, nhiều khi chưa kịp ới nữa là mới có giơ tay lên là nhân viên tới ngứa đầu. Thực sự là trong cái menu đấy các bạn rất là nhiều món, cực kỳ phong phú và đa dạng luôn, cực kỳ nhiều món. Nói về cái tên món thì thực sự là mình không thể nhớ được, quá phong phú rồi, quá phong phú. Lần mình không biết các bạn như nào, nhưng mình nãy giờ mình vào đây là mình gọi là mình vì cái nhìn hình á, rồi mình thấy cái nào hấp dẫn là mình kêu thôi, chứ mình không thể nhớ được. Sau khi bưng ra như thế này luôn này mà mình cũng không thể nhớ được là cái món đó là món gì. Mình thấy ví dụ hôm nay mình ăn cái lươn này mình thấy ngon này thì mình kêu hai lần lươn rồi đấy, cái set này thì ăn cái gì cho hết này, đã sẵn là tươi ăn nào ngon là kêu thêm thôi. Chứ còn là thật sự để mà nói mà nhớ tên từng món thì mình không thể nhớ được các bạn ạ. Ở đây thì ăn sashimi thì người ta ưu tiên cái đồ tươi ngon các bạn. Tươi ngon và ăn sao mà giữ được cái hương vị gọi là đặc trưng của cái hải sản đó. Đồ tươi của nó đó. Cái phần mà có cuộn cơm như thế này các bạn. Thì có một cái lưu ý nhỏ khi ăn á. Còn đường hồng không? Dành miếng đường hồng. Đây đem đấy. Là khi ăn á là các bạn gọi là không có lúc chấm thì các bạn không có chấm cái phần không chấm phần cơm xuống dưới nha, thì cái phần cơm nó sẽ ngấm cái phần nước tương nó nhiều á, sẽ ăn sẽ mặn, cho nên là gạt một ít, cho một ít sashimi cho một miếng lát đường hồng, sau đó thì chúng ta sẽ có thể cầm bằng tay được nha các bạn, cầm bằng tay rồi, cầm tay rồi chấm nhẹ vô, chấm vừa thôi, đừng chấm nhiều quá, đừng có cho dính phần cơm. Cái người nó tươi mà nó không có giòn như là không có béo như nó hồi. Thương thương ít ít mà ăn một lúc còn no nha các bạn. No. No hả? Đặc biệt là nó cơm cuộn. Đây các bạn ạ. Không xuống xe quá tươi. Mình mới cho thêm ra phần này. Đây là cái phần lươn cơm cuộn nha, cơm cuộn lươn. Đấy, tặng được chưa? Một phần cứ kêu ra cho hai miếng như này. Thơm quá. Thơm mùi ở trong cái này, lươn lươn người ta nướng lên hay sao? Ngon. Đây là chén mì lạnh của Nhật này, mình chờ có gì hấp dẫn. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt cả các bạn ạ. Mì có mì lạnh. Mì trong là người ta ướp lạnh. Đúng lạnh luôn. Mì nó kiểu nó hơi thì nói chung mì hơi có cảm giác hơi cứng cứng hả? Có cảm giác hơi cứng hả? Xong là đồ với nước tương. Xong là còn cho một miếng wasabi vào trong nữa. Trong này có mè. Đấy. Em là thích ăn súp nên em đã gọi một phần súp. Thực sự là mình cũng hiểu tại sao món này có thể gọi là cái món nổi tiếng của Nhật Bản các bạn. Nó nhỏ khỏi chỗ quán nghe, thực sự mình ăn cái này mình thích ăn mì tôm Việt Nam hơn. Mì tôm hào hào. Súp ngon nha. Súp của người Nhật á, súp trong biển ngon nha. Nhưng mà cái vị nó lạ nè. Ăn nó là lạnh lạnh lạ. Hơi mặn nha. Tại em ăn ngọt quen rồi. Nhưng mà có rong biển ăn nó hụt mát lắm. Cái này là anh là lạc các bạn. Ngon không? Nó hơi mặn so với em. Hơi mặn hả? Wow, kem ngon.
lấy hết các loại kem luôn. Không không, mới có 3-4 loại à. Nếu hết các loại thì có mà. Rồi ăn này xong rồi về tối chiều phải chạy bộ hả? Hơn 30 phút luôn. Lành luôn. Ở đây thì thấy có rất nhiều loại rau luôn em. Cho cái túi dễ thương à. Ăn sao cho nó sang trọng ta. Nãy giờ ăn sashimi sang trọng rồi. Này rau à? Này rau à. Thôi thích ăn kem hơn. Nói chung là ở đây trong cái gói mà từ 400 ngàn đồng lên đó là các bạn có thể ăn full menu nha, ăn món nào tùy thích nha. Nói chung hôm nay thì sushi đây tươi ngon, về khẩu vị thì cứ một người một vị khác nhau, nhưng mà mình thấy lần đầu tiên gọi là mình trải nghiệm ăn sushi, nhưng mà mình thấy nó ăn cũng khá rất là hợp vị. Không biết em thấy sao? Tụi em bớt sợ rồi. Anh thấy hợp vị các bạn? Muốn mà hết sợ 100% thì em nghĩ là anh nên đưa em đi ăn nhiều lần hơn nữa. Nhưng mới có một lần là nó phải bớt thôi, chứ sao nó hết được đúng không mọi người? Sushi đây tươi ngon. Cách ăn này mình ăn lần đầu tiên mình ăn rồi mình thấy nó khá là hợp với mình. Rồi nha, nói chung là video này thì cũng dài rồi, chắc mình xin phép kết thúc video này là đây nha. Nếu các bạn thấy thích ăn các món sushi thì có thể ăn bồ là thì chứ nói đến đừng gì lẻ lưỡi. Nếu các bạn thích ăn sushi thì một lần nào đó đi qua khu vực này thì các bạn có thể ghé ăn thử xem như thế này nha. Hoặc là những bạn nào từng ăn sushi rồi thì có thể nói ăn thêm. Nói chung là đây cũng chỉ là địa chỉ mà mình như là chia sẻ với mọi người, như là mang tính chất tham khảo. Tham khảo. Nếu mà mọi người đến đây mọi người ăn trải nghiệm, ăn và cảm thấy ngon thì cũng để lại bình luận cho tụi mình biết. Thì đối với tụi mình như thế này thì lần đầu tiên ăn trải nghiệm mà gọi là ăn đồ tươi sống nhiều như vậy. Đúng rồi. Ăn sushi cũng như là ăn là chuẩn của Nhật luôn đó. Hôm nay hôm nay là mang tiếng đi ăn sushi, nhưng mà thực ra bọn mình ăn kiểu 50-50. Đúng rồi. Chứ mà mới có 50% sushi và 50% thì bọn mình ăn những cái món nó gọi là món chín này. Món chín. Đúng rồi. Rồi chắc video này cũng giờ chắc mình xin kết thúc video này tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Thank you.